Vâng thưa quý vị, hiện tôi đang có mặt tại Di tích nơi thành lập cơ sở Đảng đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, thuộc xã La Bằng, huyện Đại Từ. Cuối năm 1936 thì tại đây đã diễn ra lễ kết nạp bốn quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Đông Dương, đánh dấu sự kiện quan trọng Cơ sở Đảng đầu tiên ở Thái Nguyên chính thức được thành lập. Và hôm nay trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ, tại đây cũng đã diễn ra hội thảo khoa học mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tôn vinh chiến thắng Điện Biên, những công lao đóng góp của đồng bào, chiến sĩ, từ đó khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Tại hội thảo, 20 tham luận của các đại biểu đều tập trung khẳng định làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về chiến thắng Điện Biên Phủ là bước phát triển đến đỉnh cao của cuộc chiến tranh nhân dân của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp. Chiến thắng Điện Biên Phủ để lại rất nhiều những cái giá trị, bài học kinh nghiệm to lớn đối với công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. Trong đó có cái bài học kinh nghiệm về phát huy cái giá trị của nhân tố chính trị tinh thần để vận dụng vào trong cái xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Thái Nguyên hiện nay. Trong những năm vừa qua, nhà trường cũng đặc biệt coi trọng đến vấn đề đó là giáo dục ý thức bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng cho uh, các lớp uh, học viên trung cấp lý luận chính trị. Uh, và đặc biệt là đặc biệt coi trọng đến vấn đề là uh, vận dụng uh, những giá trị và ý nghĩa lịch sử to lớn của chiến thắng Điện Biên Phủ uh, vào trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc uh, nói nói chung và trên không gian mạng nói riêng. 70 năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ, hội thảo là dịp để các nhà khoa học có thêm điều kiện tiếp tục nghiên cứu, nhìn nhận, đánh giá đầy đủ, sâu sắc hơn về bối cảnh lịch sử, những bài học kinh nghiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ là vô cùng quan trọng. Chúng tôi chọn là tổ chức hội thảo này với một mong muốn rằng là mỗi cán bộ, đảng viên, học viên nhà trường đều hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ để mỗi người đều sẽ có quyền tự hào về lịch sử dân tộc, lịch sử của tỉnh để từ đó chúng ta quyết tâm cùng chung sức, chung lòng xây dựng tỉnh Thái Nguyên cũng như là góp phần vào xây dựng đất nước chúng ta ngày càng giàu đẹp, văn minh hơn. Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Các nội dung được đề cập tại hội thảo đã một lần nữa khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ là thành quả của đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo, độc lập, tự chủ của Đảng ta.